Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Và nội dung video này, ba anh em mình sẽ trở về thực hiện series làm theo TikTok. Ủa, cái clip làm theo TikTok gần đây nhất mình mới up cách đây có 2 ngày mà. Đầu video đó ba anh em mình hứa với khán giả cái gì nhớ không? Clip trên 100.000 like thì tụi mình sẽ tiếp tục thực hiện series này. Giờ 130.000 like đó. Hả? What? Nhờ nhiều. Nó lẹ vậy đó. Cái chủ đề làm theo TikTok kênh mình đang hot lắm nha mày. Mày tranh thủ làm lẹ đi chứ không thôi mai mốt mấy kênh khác mà bắt chước ha, là kênh mình bị tụt view đó. Đây là một cái ý tưởng chung, bất cứ bạn nào cũng thể lấy đi để sử dụng. Còn vấn đề là clip của họ có chất lượng và hay hay không là năng lực họ quyết định chứ. Đây, phần 1 làm theo TikTok thì mình đã làm dạng thử thách rồi. Phần 2 mình làm dạng ảo thuật. Phần 3 mình làm dạng gì đây? Cái clip gần đây nhất được công chiếu ngoài chủ đề ảo thuật ra, mình có đang xen vô một số thí nghiệm khoa học. Thì mình nhận về sự phản hồi tích cực của các bạn, bảo là khi xem mấy thí nghiệm đó em có thể thấy nó hài nè, hay nè, ngoài ra em có thể học thêm được những cái kiến thức mới nữa. Vậy lần này mình chọn lọc những cái clip về thí nghiệm khoa học để làm theo đi. Hợp lý. Ý tưởng hay đó. Vừa lúc nãy mình xem được một clip thí nghiệm này hay lắm nè. Quả bóng bàn có thể lơ lửng trên không hoài luôn. Các bạn thấy chưa? Quả bóng đang lơ lửng trên không, không có một chút kỹ xảo nào luôn nha. Hả? Nó đang chơi mày làm gì vậy? Cái này lĩnh vực technology tao biết lâu lắm rồi. Lili kia kia gì? Miễn sao quả bóng nó bay lơ lửng là tao thấy hay rồi. Bay cao có chút xíu vậy mà cũng là đặt khoe với các bạn nữa. Mày giỏi thì vô đây làm sao cho quả bóng nó bay cao hơn đi. Được. Tất cả hãy tập trung vào màn ảnh. Lần này mày chơi lớn vậy mà tao biết. Qua lại rồi sử dụng tới máy hút bụi luôn hả mày? Chứ cái máy xe tốc nó yếu xìu, làm sao đẩy quả bóng bàn bay lên cao được. Cho nên tao mới sử dụng cái máy hút bụi, đẩy một cái quả bóng bay tới đầu cây luôn cho mày coi. Quả bóng rồi lấy gì quay clip được? Không sao đâu, còn nhóc bóng trơn mà. Rồi Chí, đẩy quả bóng lên đi. Ok. Coi bộ có lý đó nha. Cả lông máy lên. 2, 3. Wow, nhóc trúng đầu tao luôn rồi nè bà tao bếp. Coi bộ cái máy hút bụi này nó không hợp với cái thí nghiệm rồi các bạn ơi. Hèn chi trên clip mình thấy người ta toàn là sử dụng máy xé tóc không à. Tiếc là cái máy xé này nó yếu quá nên quả bóng lơ lửng không được cao các bạn ơi. Tôi có một cái mẹo có thể khiến cho độ cao của quả bóng này lơ lửng tăng gấp 3-4 lần như vậy luôn nè. Định cái gì nữa, qua đây cầm cam đây. Làm đi. Cầm cam đi cho nó làm. Muốn thực hiện được cái mẹo này, bạn sử dụng nửa phần trên của chai nước để gắn vô cái máy xé tóc để nó tăng cái lực đẩy. Được nè, được. Từ từ. Rồi, để qua bóng lên đi chứ. Ok. Wow, hay vậy ta. Chưa đâu. Trời. Nó còn cao lên nữa nè. Wow, hay vậy. Cái máy sấy để xéo xéo thì quả bóng nó sẽ bay rất là cao nha các bạn. Bay cao quá trời luôn kìa. Cao quá trời cao luôn nè. Tao chơi mày. Trời ơi, chứ nó ham kìa. Tao tiếp mày cho nè, đưa quả bóng đây. Rồi chơi lẹ đi. Lắm rồi đó. Chơi lẹ đi, tao còn chơi nữa. Bạch tàu bếp nữa chơi. Chí đang chơi mày làm gì Vinh? Thì thí nghiệm xong rồi thì rút chui tiết kiệm điện. Thí nghiệm của mày đây. Rồi vậy thì tiếp theo thí nghiệm của mình mang tên nét chữ tàn hơn. Đây là một tờ giấy trắng nha. Bây giờ mình sẽ làm cho chữ nó hiện lên cho các bạn coi. Rồi. Đó. Làm bằng cách nào hay vậy? Mình để lên cái lò nướng một chút xíu là chữ nó hiện lên liền à. Trời. Hay lắm. Ê, nó hiện lên thiệt kìa Vinh. Wow. Hiện lên rồi nè. Wow. Nó hiện ra chữ Tony. Phải chi thời học sinh tao mà biết cái trò này sớm he, là tao sẽ làm phao đợi tới khi kiểm tra mở ra sử dụng là ngon rồi. Chuyện thiếu suy nghĩ chứ vậy chứ. Thiếu suy nghĩ chỗ nào? Mày nói tao nghe coi. Mày nhắm tới lúc kiểm tra có giáo viên nào cho thằng học sinh cầm cái bếp nướng này để trên bàn không hả? Mày nói cũng đúng. Ủa, mà sao mày biết tao kiểm tra ngồi bằng nhất? Thì chẳng phải lúc nào kiểm tra giáo viên cũng cho mấy thằng lùn ngồi bằng nhất sao? Cái tao lùn đó. Cái thí nghiệm này đi bà tù bếp. Dễ lắm các bạn ơi. Đầu tiên mình sử dụng nước cốt chanh. Rồi dùng cọ chấm vô, vẽ lên tờ giấy, rồi hơ qua lửa, vậy là chữ nó hiện lên rồi. Làm thử nha. Nữa hả? Làm đi. Đúng rồi, phải thử chứ. Vậy viết chữ gì đây? Chí sư đệ. Trời. Chí sư đệ. Rồi. Thôi này chữ gì nhanh như chạy. Phải vậy chứ. Hơ nè, hơ nè. Viết sâu quắc chứ gì. Ê, thấy nó lên không? Thấy nó lên không? Rồi. Tao với anh Chí thực hiện xong rồi đó. Bây giờ mày có cái màn thí nghiệm nào không? Thí nghiệm khoa học của mình sẽ tạo ra một con rồng đất cực kỳ ngầu luôn. Hai anh
em có nhận xét như thế nào khi nhìn thấy con rồng đất đại ca này của tôi hả? Ủa sao nhìn thấy giống con xít chứ còn rồng đất cái vậy? Mày nói chuyện gì kỳ vậy chứ? Có biết mày nói vậy là đúng lắm không hả? Ê Vinh, mày bỏ cái gì dưới đây đốt xong mà ở dưới nó trồi lên nhìn thấy ghê vậy? Đây là một hỗn hợp giữa đường và muối nở. Đốt lên là nó được như thế này nè. Hay vậy ta, tới thí nghiệm của mày kìa chứ. Ok, mời các bạn tập trung vào mà. Ê, vậy chưa ghê không? Hình như mày chỉnh lộn chế độ chụp hình này chứ. Trời ơi quê vậy. Ê, khi nào edit nhớ cắt bỏ khúc quê này giùm tao nha. Yên tâm đi. Rồi bây giờ tới thí nghiệm là vụ gì nè, bật máy lên luôn đi. Ok. Thí nghiệm lần này vật liệu vô cùng đơn giản, chỉ cần 3 vị trứng, mỗi vị 15 quả là xong. Ê, để tao hỗ trợ cho. Giờ thí nghiệm để dưới đất giùm tao đi. Tự nhiên lấy trứng để dưới đất làm gì đại ca? Sao mày hỏi nhiều quá vậy? Để tao thể hiện cho coi nè. Thôi để nó làm đi rồi coi. Rồi mày thể hiện cái gì đây? Tao bước qua. Hả? Lăn 3 di. Bể rồi sao? Không bể. Không bể. Hả? Quả trứng này nó không bể luôn nè, mày giải thích tao nghe coi. Tại vì cấu tạo của vỏ trứng vô cùng đặc biệt, có thể chịu được áp lực rất là lớn. Huống hầu gì ở đây 15 trứng nó phân tán cân nặng tao đó trơn rồi. Mày nhiêu ký chứ? 50 ký. Wow. 15 quả trứng chịu nổi 50 ký, hay thầy quá. Đúng rồi. Tao thí nghiệm xong rồi đó, tối mày kêu bạch đầu bếp. Cái thí nghiệm tiếp theo của mình cũng về phân tán lực nha các bạn. Rồi qua đây đi. Mày chuẩn bị cái gì vậy? Cái thí nghiệm của mình nó đơn giản hơn của con Chí nhiều và ít tốn kém. Chỉ cần 4 cái ly, 3 cái xiên que và 1 chai nước là xong rồi. Kỳ rồi vậy? Làm sao? Rồi, Chí cầm giùm tao cái xiên que đi. Để làm okay. Gì đây? Rồi gác lên đây tao làm cho mày coi. Vậy đúng không? Làm theo đi. Để cho ly nước lên. Sau đó đổ nước đầy cái ly và 3 cái xiên que không bao giờ gãy. Tin không mày? Tin tao đi, đây nè, tao đổ cho mày. Cẩn thận nha. Ly thôi. Rồi yên tâm đi, 3 cái xiên que này chịu nổi sức nặng của ly nước mà. Thôi để tao nhìn thờ coi. Đầy ly luôn cho mày coi. Bể ly tao đền. Đã cầm các bạn ơi. Mình xong rồi đó. Tiếp theo tới anh Vinh làm gì đây? Nãy giờ để ý thấy hai anh em khoái mấy cái thí nghiệm về lực lắm nha. Đúng rồi. Nếu đã vậy thì mình ở đây cũng có một cái thí nghiệm về lực cân bằng, đảm bảo các bạn sẽ mở rộng tầm mắt. Cái thí nghiệm cân bằng này rất là dễ, các bạn nhỏ có thể làm tại nhà thử nha. Đây, hai cái nẻ, hai cái tâm và một cái ly là đủ rồi. Quá đơn bước giản. Một, sử dụng một cây tâm gắn ở giữa cái ly này nè, đè cho nó cố định. Rồi tiếp theo làm sao? Bước thứ hai, sử dụng hai cây nẻ gắn lại với nhau như thế này nè. Bước thứ ba sẽ sử dụng cây tâm còn. Mày đang làm cái gì vậy? Sẽ gắn. Ý Vinh là đưa cây tâm cho nó làm đó. Trời ơi, muốn gì thì nói. Cái nè, trả cây tâm cho mày đó. Thôi, sáng nay mày ăn cái gì mà xỉa gan chút xíu cái tâm thúi dữ vậy? Thôi tao lại mày thí nghiệm giùm tao một cái. Nói chút xíu tao nhục chết. Mày nói tao mắc ối luôn á Vinh ơi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cây tâm của con Chí xỉa răng đó, gắn ở giữa hai cái nẻ. Rồi đặt lên cái đỉnh của cây tâm còn lại. Coi chừng rớt mày. Cẩn thận nha. Đây nè, rớt. Được không? Được không? Wow, sao hay vậy? Không được kìa. Thấy sao? Nó xoay quá hay. Đỉnh quá Vinh ơi. Hãy quan sát cho thật là kỹ đi. Thử rồi. Hay quá ta. Ê, rớt. Không sao các bạn ơi. Thành công rồi. Tiếp theo tới thí nghiệm của Chí là gì đây? Thí nghiệm cuối cùng của mình có tên là đốt nến từ xa. Ủa là sao Chí? Bình thường mình đưa lửa trực tiếp vô tim đèn để cho nó cháy đúng không? Đúng. Còn bây giờ mình bật lửa ở một khoảng cách như vậy nè, mà cây nến ở đây nó vẫn cháy như thường. Đốt lên nha. À, thực hiện thí nghiệm này phải chọn cho một kính mới được nha các bạn. Nhưng mà có nhất thiết là phải làm trong nhà vệ sinh không Chí? Đúng rồi đó. Anh ấy lắm rồi đó, đâu đó mình chọn thừa. Rồi giờ thí nghiệm sao nè? Rồi bây giờ mình sẽ làm thí nghiệm cho các bạn coi nha. Rồi sao nữa? Đây là ta. Cái thí nghiệm này ta coi trên mạng thấy rồi. Nè, có nghĩa là có nghĩa là khói đèn cầy nó dẫn lửa. Đó, thành công rồi nha các bạn ơi.
Sau một ngày thực hiện theo các clip TikTok về thí nghiệm khoa học thì tụi mình đã làm thành công được 7 cái thí nghiệm. Y như cũ, khi clip này trên 100.000 like thì tụi mình sẽ tiếp tục thực hiện series này nha. Nhưng mà đừng có chỉ lo bấm like mà quên bấm vào đăng ký và ấn vào cái chuông để ủng hộ anh em mình nha. Rồi bây giờ thì hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Thành ra cả team mình hôm nay đều có mặt tại đây không? Mấy đứa ở nhà dịch này chắc cũng rảnh mà hả? Rảnh đâu mà rảnh anh ơi. Ở nhà học online bù đầu bù cổ hết trơn rồi nè. Rồi học có hiểu cái gì không? Đi đến trường học trực tiếp còn không hiểu đây. Nói chi ở nhà học online còn khó hiểu dữ nữa. Bây giờ qua dịch rồi, mình kiểm tra kiến thức của mấy em chút xíu nha. Á Tiên, của chương 4 học chưa? Dạ rồi. Trả bài cho các bạn nghe coi. 414, 428, 4311, 4415. Ngưng đi, ngưng đi. Còn chú Thanh nữa. Ổng gài bỏ thức khuya học bài dữ lắm hay gì mà mặt mụn dữ vậy cưng? Không phải anh ơi, tại mình nóng trong người á các bạn. Bây giờ kiểm tra kiến thức chú Thanh nha. Dạ. 3 x 3 x 3 cộng 1 bằng 11. 4 x 2 cộng 2 bằng 13. Rồi chuyển sang bộ môn tiếng Anh. Tiểu Dương, giáo viên tiếng Anh là gì? Steve.